Chúng ta là những hành giả niệm Phật, phải thường nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Thường nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta luôn luôn bình an, chúng ta luôn luôn vui nhớ. Và bất cứ sự cố gì trong cuộc đời cũng vượt qua. Quý vị thường nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc là quý vị sẽ không có cái tính hơn thua đấu đá. Tại vì sao? Vì mình là người ở thế giới cực lạc mà. Tương lai mình là người ở thế giới cực lạc mà. Hơn thua đấu đá tranh giành cái gì ở cõi đời này đây quý vị? Nên mình chỉ cần nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, gây dựng tín nguyện kiên cố, thì mình sẽ không bao giờ muốn hơn thua đấu đá tranh giành cái gì ở cuộc đời này hết. Tại vì mình nghĩ mình sẽ là bên cạnh Phật A Di Đà, bên cạnh bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc, thì hơn thua đấu đá tranh giành cái gì ở cuộc đời này? Chỉ là làm lợi ích cho chúng sanh ở cuộc đời này thôi. Mỗi một việc làm mình đều mong lợi ích cho chúng sanh thôi. Phải có tâm đó thì gọi là mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an vui tự tại, đời thông dong. Cái tâm mình như vậy thì mở rộng tâm ra, lòng thanh thản rồi, an vui tự tại, đời thông dong, niệm A Di Đà Phật. Nhớ cái câu nghe quý vị: tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Người mà chăng thật niệm câu Phật hiệu này, tâm lượng sẽ phát lớn ra. Người mà niệm câu A Di Đà Phật này thường vui thì tâm lượng phát lớn. Quý vị để ý phải không? Khi mình vui á, cái gì mình dễ cho người ta, hoan hỷ lắm, đúng không? Nhưng khi mình bực bội cái gì, ai mà xin mình cái gì mình không bao giờ cho, mình còn chữ, có khi vậy đó, đúng không? Thì có người mà an vui thì tâm lượng sẽ mở rộng ra. Nên khi mình xin ai cái gì, mình thấy người ta đang vui mình xin người ta cho, nhưng người ta đang bực bội thôi mình tránh để đừng có xin. Cả xin tiền bạc vật chất, cha mẹ hay người thân, thấy họ đang vui thì xin họ còn dễ, bực bội xin họ không cho còn bị la, đúng không? Nên có người vui vẻ là có người mở tâm lượng lớn ấy. Nhớ, có người vui vẻ là người mở tâm lượng lớn. Nên câu Phật hiệu này mình thường nhớ, Tây Phương Cực Lạc mình thường nhớ thì mình thường an vui, tâm lượng mở rộng lớn, phước báo từ tự tánh hiển lộ, phước báo từ tự tánh hiển lộ. Khi phước báo hiển lộ rồi thì bao nhiêu con người thích học Phật, thích niệm Phật. Quý vị phải nhớ rằng trong cuộc đời này mình có phước cũng dễ tu, còn nếu như mình quá thiếu phước cũng khó tu. Mà con người muốn thay đổi số mệnh cuộc đời là tâm lượng phải mở rộng. Mà muốn tâm lượng mở rộng thì phải nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Người chân thật nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, tâm lượng sẽ mở rộng liền. Người này thường an vui tự tại. An vui tự tại ai không thích quý vị? Ai không muốn? Có một cái pháp dạy mình an vui tự tại, đó là nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Một quốc độ cực lạc đặc biệt tuyệt vời như vậy. Chứ chúng ta không nhớ Tây Phương Cực Lạc, nhớ cái gì? Ở cõi đời này bao nhiêu sự hơn thua, đấu đá tranh giành, khổ đau. Chúng ta nhớ A Di Đà Phật là đặc biệt tuyệt vời nhất. Nên á, chiếc máy nghe pháp này đặc biệt lắm. Mình nghe được tịnh độ, bản thân chúng ta được lợi ích. Trong chiếc máy này hơn 1000 buổi. Nhiều người lớn tuổi, nhiều người già, nhiều người buồn khổ, nhiều người bệnh đau, bế tắc, cầm được chiếc máy này quý vị tặng cho người ta nghe, cởi mở tâm tư mà người ta cũng biết niệm Phật. Đây là món quà giá trị liên thành. Thẻ nằm thẻ trong được hết luôn. Tiện bề hết pin sạc pin, nghe như tiện lợi cầm như nghe điện thoại rồi vậy. Lúc làm việc này kia để bên cạnh nghe, nhắc nhở rất đặc biệt, rất thù thắng. Tuy là xã hội hiện tại mạng truyền thông phát triển, nhưng có nhiều người già không biết bấm trên mạng đâu quý vị. Nên những đức phát triển chiếc máy MP3 nghe pháp này rất hay. Rất nhiều người đi về chùa mà nói rằng lợi ích của họ rất là lớn khi được tặng chiếc máy nghe pháp này. Con cháu, người thân, bạn bè, người quen, Phật tử, chiếc máy nghe pháp này phổ biến khắp nơi nơi, rộng vô cùng, lợi ích rất lớn. Mình làm con cháu tặng cho ông bà cha mẹ mình chiếc máy nghe pháp này, mỗi người một chiếc để nghe. Họ ở nhà có khi họ buồn lắm quý vị, mà nhờ những buổi giảng này gần gũi đơn giản bình dị mà họ nghe họ quan hỷ thoải mái.
Hay dữ lắm, rất hay luôn, lợi ích cực kỳ lớn luôn. Còn như cái đèn bông sen này, đến bàn thờ, bắt điệu niệm Phật lên, đến bàn thờ nè, có cái đèn đẹp để bàn thờ luôn. A Di Đà Phật. 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 Một cái đèn bông sen gì thôi, đến bàn thờ bắt niệm Phật xuyên suốt. Trên bàn thờ thấy đẹp, hoa sen giống như biểu trưng cho sự tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về cực lạc. Nhiều gia đình của chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên, ông bà tổ tiên mình còn chắc chưa siêu thoát, để bông đen sen trên bàn thờ bắt điều niệm Phật. Cho ông bà tổ tiên mình nghe có vật hiệu, mỗi có vật hiệu niệm lên có ánh sáng, họ nương vào ánh sáng đó, họ phát từ bi tâm, buông cái tâm tình chấp con cháu, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc, quá thù thắng. Nên mỗi một con người chúng ta phải chân thật niệm Phật, đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Vì coi mỗi buổi giảng, những đức đều đeo cái máy niệm Phật. Là vì sao? Vì những đức muốn giới thiệu cho quý vị đi đứng nằm ngồi nhớ Phật nhiều phương diện. Chúng ta bắt máy niệm Phật lên để nghe, để nhắc nhở mình niệm Phật, nhắc nhở mình niệm Phật. Mình niệm Phật được lợi ích, người nghe được lợi ích lớn. 48 lời nguyện có một lời nguyện rằng chỉ cần nghe danh hiệu Phật, khi cặn tư nghiệp, sanh gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Đặc biệt không? Còn chiếc máy bấm số, mót có Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm. Đây là những phương tiện thù thắng để mót câu Phật hiệu. Người ta thường bấm điện thoại, bây giờ mình cầm máy là bấm niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Quá đặc biệt, quá thù thắng. Vì sao không niệm Phật? Công đức niệm Phật bất khả tư nghì, tuyệt vời vô cùng. Vì sao không niệm Phật? Người thiếu duyên niệm Phật có duyên, người thiếu phước niệm Phật có phước, người khù khờ niệm Phật thông minh, nhanh lẹ, người xấu xí niệm Phật càng ngày càng sáng sủa đẹp. Một câu vật hiệu thường nhớ Phật. Người chân thật niệm Phật sẽ thành đạt rất nhiều sự nghiệp trong cuộc đời này. Chân thật niệm Phật, việc gì cũng thành công 100%. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có người hỏi nhân đức, dạ thưa thầy, con niệm Phật thôi, con không cầu sanh cực lạc có được hay không? Nhân đức nói được. Nhân đức hỏi họ vì sao không cầu sanh cực lạc. Họ nói rằng con còn trẻ quá mà cầu sanh cực lạc làm gì. Nhân đức nói, quý vị cứ yên tâm, đâu phải cầu sanh cực lạc mà là được giảng sanh liền đâu. Con người đều tính vào thọ mạng, càng cầu sanh cực lạc chừng nào thì càng an lạc chừng đấy. Cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc là công đức, mà trong công đức nó có phước bao, sự nghiệp trong cuộc đời này nó hoàn toàn đầy đủ, ổn định, tốt đẹp. Không cầu sanh cực lạc, khi cơn vô thường đến bất tử thì chúng ta đi theo cái nghiệp duyên mà tái sinh, rất thê thảm. Dù còn trẻ cũng nên gầy dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đi, đâu có tổn hại gì đâu. Nên phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có nhiều người nữ trẻ hỏi như đức, dạ thưa thầy, con còn trẻ quá, con chưa muốn phát nguyện cầu sanh cực lạc, con niệm Phật, con muốn có một người yêu con, một gia đình, một người chồng, một người vợ đàng hoàng tốt đẹp, được không thầy? Nhưng đức nên niệm Phật cầu sanh cực lạc còn được. Không chi những việc đó, việc đó không có vấn đề, nhưng hãy phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Đâu phải niệm Phật cầu sanh cực lạc là chết đâu, không phải, mà thọ mạng còn kéo dài nữa. Chừng nào thọ mạng đến Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình về cực lạc. Nhưng phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, nó sẽ có những thứ bản thân của mình nguyện cầu ở cuộc đời này. Có khi gặp một người đàn ông tốt đẹp đàng hoàng, gặp người phụ nữ đàng hoàng chín chắn sẽ làm vợ mình, cái công đức sẽ chiêu cảm sự tốt đẹp. Nên niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc,
Để mỗi lần cơn vô thường đến với mình đều phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tiến thắng càng xa càng tốt hơn, càng thù thắng hơn. Vì sao không làm chỗ này? Chỗ này là tuyệt vời nhất, vì sao không làm? Nên phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên mỗi một trưởng ban như cô Thủy đó, trưởng ban ký số niệm Phật, phát động chương trình đừng nên giải đại. Hàng Phật tử bấm số niệm Phật đừng nên giải đại. Người trong chùa bấm số niệm Phật tuyệt đối không được giải đại. Cuộc đời chúng ta một hơi thở thở ra, không hít vào, cái gì là của mình. Đi thiêu xong một hũ xương tàn. Con người chúng ta còn sống, ai đụng tới ai nói đến cự với ta, bực bội khó chịu. Một hơi thở thở ra không hít vào, còn gì là của mình quý vị. Sống trong cuộc đời này vì sao không nhớ Phật niệm Phật, nhớ tới phương cực lạc. Làm việc thiện việc tốt, nhưng việc ý nghĩa trong cuộc đời cố gắng làm đi. Chân thật cố gắng làm đi. Việc này ý nghĩa trong cuộc đời mà nỗ lực làm đi. Tốt mà quý vị. Bé 11 tuổi niệm Phật giáng sanh đó. Đặc biệt vô cùng. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta đã gặp được tịnh độ, gọi là gặp báu vật vô giá. Tổ sư mới thứ 13 của tịnh độ tông Ấn Tổ này nói câu nè: bạn niệm Phật mà cầu giàu sang, bạn niệm Phật mà cầu những thứ khác, không cầu sanh cực lạc, thì giống như viên ngọc quý là A Di Đà Phật. Mà đi đổi cho một viên kẹo ngậm chơi thì coi hạ giá đến mức nào chứ. Viên ngọc quý mà đổi viên kẹo ngậm chơi thôi. Cái cầu cái thế gian thì giống như viên kẹo vậy. Mà cầu sanh cực lạc niệm Phật thì cũng như viên ngọc quý. Vậy mà không chịu cầu sanh cực lạc mà đi lấy viên kẹo ngậm chơi, giả tạm quá. Nên nhận thức pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, pháp môn số 1, pháp môn tuyệt vời. Nên nhận thức, nên trân quý. Đại sự nhân duyên mà ngày nào cũng được gây dựng tính nguyện gì thì có thù thắng cỡ nào chứ. Quý vị nhìn trong cuộc đời chúng ta, nhà gần sớm xung quanh, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, bất tử muốn chết chết rồi. Bất tử muốn chết chết rồi. Cơn vô thường đến muốn chết chết rồi. Chúng ta nhìn từ chỗ đó để mà gây dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có những đứa bé nhỏ từ nhỏ đã ra đi rồi. Đây là sự nhắc nhở mọi người tu chúng ta nên nhắc gì vô thường, gây dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không niệm Phật cầu sanh cực lạc, được cái gì ở cuộc đời này quý vị? Từ xưa tới nay, bao nhiêu người giàu sang phú quý, bao nhiêu người tranh danh đoạt lợi, cuối cùng cầm cái gì theo? Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của bạn? Nên những đứa cứ thường nhắc mình, những gì làm được, những gì có ý nghĩa làm được, mình nỗ lực làm. Nêu lên Phật tử chúng ta cùng làm, đem công đức hồi hướng, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Không cầu gì ở cuộc đời này cả quý vị à. Có cái gì ở cõi đời này tồn tại mà cầu? Chúng ta giảng sanh về cực lạc, chúng ta mới trả ơn cho ông bà cha mẹ mình được. Đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Người mà đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên, một câu Phật hiệu này tính liền. Như bé Phương pháp danh Liên Tịnh không, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để lại những biện pháp đặc biệt, hai cái răng như bông sen, khuyên mọi người nên niệm Phật, dùng cái miệng niệm Phật. Cái miệng này không niệm Phật là cái miệng này tạo nghiệp liền. Cái miệng này không niệm Phật là tạo nghiệp liền. Để lại một viên xá lợi giống như trái tim, khuyên chúng ta nên tính nguyện kiên cố, lòng tin trong sạch đối với tịnh độ. Hứa để lại cho những đứa chiếc lắc A Di Đà Phật, thiêu cỡ nào cũng không đốt cháy được. Chữ A Di Đà Phật nguyên vẹn rõ ràng, đúng là bổ nguyện chân thật.
bổ nguyện không giả dối. Một câu A Di Đà Phật này thành tựu con đường giảng sanh. Cháu là thường niệm A Di Đà Phật không? Cháu thường niệm A Di Đà Phật không? Khi cuối đời của cháu niệm câu Phật hiệu cuối cùng là A Di Đà Phật, cháu đi vô cùng tự tại. Thân thể bệnh đau ung thư, bệnh này bệnh kia khổ đau, chỉ cần nhớ Phật niệm Phật, nghiệp nặng chuyển thành nhẹ. Cháu thể hiện rõ ràng, cháu Phương thể hiện rõ ràng. Mỗi một con người chúng ta nên chân thật chân quý. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng. Chùa mình thường những người thể hiện thù thắng, làm cho người niệm Phật chúng ta hưng khởi tâm tính tâm, hưng khởi tính tâm, hưng khởi tính tâm. Quý vị nhớ, giúp cho người khác hưng khởi tính tâm niệm Phật, điều này quá quý. Họ niệm được có Phật hiệu là quá tốt rồi quý vị. Chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, cầu cái danh cái lợi gì trong cuộc đời này? Cái gì cầu trong cuộc đời này? Cái gì tồn tại? Mình đã nói rất rõ ràng, cái gì tồn tại đâu mà cầu ở cuộc đời này? Chỉ có cầu sanh cực lạc làm chính. Người đã chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, không cần hơn thua đấu đá tranh giành gì đâu quý vị. Cuộc đời này cái gì mà giành được mà đi giành? Như Đức từng nói rằng, có phước thì có phần, không cần cũng có, không có phước không có phần. Đi giành việc càng có tội, không được kết quả gì hết. Nên nhận thức sâu sắc. Nhớ, nên nhận thức sâu sắc. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng. Mọi người nghe nên gầy dựng thêm tính tâm tính nguyện kiên cố, chân thật niệm Phật. Cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.